Sử dụng radar là một trong những cách thức lấy thông tin cơ bản, giúp cho bạn một phần nào đó hình dung được bức tranh toàn cảnh tốt hơn. Cách thức sử dụng radar rất là đơn giản. Việc bạn cần làm là chỉ nhìn lên radar và đọc những thông tin có sẵn trên đó. Nhưng với những người mới chơi thì họ sẽ luôn gặp khó khăn trong việc nhìn radar. Ví dụ như nhìn lúc nào, đọc tình huống ra làm sao và nó có tác dụng gì. Trước khi đi sâu vào những kỹ năng trên, chúng ta hãy nói sơ qua về cơ bản của radar. Radar cung cấp cho chúng ta toàn cảnh map với những cấp cơ bản trong game. Radar còn cung cấp hai thông tin chính quan trọng: thông tin địch và thông tin đồng đội. Thông tin địch trên map sẽ là những dấu chấm đỏ, dấu hỏi chấm, dấu X hoặc hình C4. Dấu chấm đỏ thể hiện cho vị trí kẻ địch đang ở trên map. Dấu hỏi chấm biểu hiện cho vị trí của kẻ địch lần cuối xuất hiện. Dấu X biểu hiện cho vị trí của kẻ địch ở vị trí đó đã chết. Thông tin đồng đội sẽ biểu hiện trên map bằng những chấm màu khác nhau. Mũi tên trên chấm tròn thể hiện được hướng của đồng đội bạn đang nhìn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào giải quyết các vấn đề. Lúc nào nhìn radar? Với radar thì bạn sẽ phải đá liên tục nếu đồng đội bạn chơi game cầm điếc. Bằng cách đá radar liên tục, bạn có thể hiểu được vị trí của mình nên đứng hay là di chuyển hợp lý, khi nào nên kê góc nào, khi nào không. Nhưng bạn cũng phải chơi góc của mình và đôi khi nên nhìn đúng thời điểm. Mọi người nên nhìn radar vào lúc nhá hay khi có chỗ ẩn nấp. Ví dụ mình đang chơi lầu B, mà mình muốn xem vị trí của tem mình như thế nào. Mình có thể thụt vào một nhịp để quan sát radar, rồi sau đó lại giặt ra kê lại góc. Khi nào nhìn radar? Khi bạn nghe thấy tiếng súng, những lúc này bạn nên nhìn radar vì có khả năng tem địch đang bắn nhau với đồng đội của bạn. Thông tin của đồng đội nhìn thấy, nó cũng sẽ thể hiện trực tiếp trên radar. Khi bạn nghe call out từ đồng đội, khi tem bạn call out một tình huống bất kỳ, việc đầu tiên bạn cần làm là nhìn radar để xác thực thông tin. Mình có thể nhìn radar để biết tem địch có tràn đông hay không, để đưa ra quyết định retake hoặc là giữ vị trí. Vậy thì chúng ta đọc tình huống như nào? Chắc hẳn là với phần trên thì mọi người cũng đã hiểu và cách áp dụng của nó, nhưng mình vẫn sẽ phân tích rõ hơn cho những người không hiểu. Hãy cùng nhau nhìn lại tình huống này. Đầu tiên, tem mình đã giết được một người ở mid. Đấy. Và với thông tin trên radar là mình đã biết một người ở mid chết và rơi bom. Sau khi mình rotate ra short thì mình có nghe hai tiếng under, và mình biết là tem bạn có hai người chạy ở dưới under. Kết hợp với tiếng bắn súng của blue ở phía ram thì mình biết là tem bạn có thêm một người ở ram nữa. Sau khi chạy ra short, mình sẽ ném một quả lửa ở dưới under để chặn cho tem bạn không rush từ under lên. Để ý ở trên phía radar từ phía đồng đội mình, tím đã lùi về và không kê mid nữa. Và sau khi mình nhận ra được điều này thì mình đã quay lên kê mid luôn. Sau khi tiếp nhận thông tin từ phía radar, cam đã giết một người trên lầu và đồng đội mình đã bị giết ở trên lầu A. Kèm thêm thông tin từ đầu, mình biết là có một A main. Mình biết chắc chắn hai người còn lại ở phía A và lập tức nạp đạn chạy về phía top mid. Trước khi chúng ta đến với video, hãy quan sát thật kỹ radar. Tím retake về phía connect và có nhìn chéo về ticket nên khả năng địch ở ticket là không thể. Ở trên radar, vàng đã cho chúng ta thấy địch đã vào sai, cộng thêm việc mình đã lợi dụng kẽ hở smoke từ ban đầu và không thấy ai chạy qua ninja nên mình đã có thể khoanh vùng luôn. Địch có thể đứng ở bên trong default, firebox, sandwich, ram và balcony, và địch không thể nấp ở phía sau map default vì vàng là người nhìn chéo vào trong sai. Mình đã đặt tâm sẵn vào default qua smoke vì nó là góc check cơ bản đầu tiên. Ngay sau khi giết được kẻ địch ở default, mình đưa tâm về thùng 3 vì ở trên radar nó là nơi lần cuối địch xuất hiện. Hay để ví dụ đơn giản hơn, đồng đội mình đã giết được một short và một jungle. Theo setup bình thường thì chỉ còn hai người chơi ở A nữa, và khi di chuyển mình thấy trên radar rằng địch đang đấu súng với đồng đội của mình ở trên stair. Mình có thể giả định được người cuối cùng đang đứng ở city hoặc thùng 3 kê thẳng ram. Thế nên khi di chuyển vào trong ram, tâm mình đã lập tức đặt ở phía city. Trong trường hợp mà đồng đội mình đi trước bị kẻ địch nấp kín và giết thì mình có thể đổi mạng, nhưng nếu kẻ địch đang kê ở city thì người duy nhất chết sẽ là mình. Hay lấy ví dụ đơn giản hơn, nếu đồng đội không giao tiếp thì hãy tự kiểm soát lối chơi của mình theo đồng đội. Đồng đội mình có một người nhìn arch và nhìn mid, thế nên mình đã sửa vị trí của mình thành nhìn lầu để giữ trọn vẹn 3 vị trí. Ngoài những yếu tố cơ bản trên, còn một số những mẹo của radar mà mọi người cần phải biết. Radar còn có tác dụng giúp bạn có thông tin khi kê qua lửa. Tác dụng của radar là một điều thiết yếu để xác định thông tin. Tuy nhiên, radar có những điểm yếu nhất định. Thông tin trên radar sẽ xuất hiện chậm hơn so với thời gian thực. Nếu bạn pick quá nhanh thì thông tin sẽ không xuất hiện. Đôi khi các mũi tên phương hướng của đồng đội biến mất. Điều này thì mình cũng không hiểu lắm. Đây, ví dụ mình đứng xa này, đi vào gần, đấy, nó sẽ là mũi tên. Đi vào xa thì lại không hiện nữa. Mà thỉnh thoảng mình lại đi xa quá. Đấy, thỉnh thoảng đi đến xa tầm khoảng cỡ này thì nó lại hiện mũi tên. Mình cũng không hiểu vấn đề cho lắm, nên là mình xin phép cũng không nói nhiều. Ở đây thì mọi người có thể thấy, nếu mà mình chỉ nhìn thấy nửa người tem địch thôi thì thông tin nó sẽ không xuất hiện trên radar, nó sẽ không xuất hiện một chấm đỏ nào cả. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần cuối của radar là hướng dẫn cách setting cơ bản của radar. Thì như mọi người thấy,
cái radar ở trên màn hình của mình ấy, là đây là cái setting default, thì nhìn nó sẽ khó bao quát được hơn mọi thứ so với setting của mình. Setting của mình thì khá đơn giản thôi, mọi người bật lên đây, CL gạch radar Away Center của mình là đặt với 0 để nhân vật của mình không bị đặt làm trọng tâm của radar nữa. Và lệnh thứ hai của mình là CL radar scale, cái scale của nó là 0.7, tức là cái tỷ lệ mình sẽ cho nó xuống 0.4 đấy, để nó bao quát hơn. Mọi người thích thì mọi người có thể cho thêm bé hơn nữa, nhưng mà đối với mình thì 0.4 là hợp lý rồi, chỉ với hai lệnh đơn giản này thôi. Chắc là mọi người ai xem cái video console của mình ấy, thì mọi người chắc chắn là cũng biết là hai lệnh này rồi. Chỉ với hai lệnh đơn giản này là mọi người có thể quan sát toàn bộ radar rồi. Với những lệnh radar còn lại ấy, là radar rotate 1, nếu bạn để với 0, các bạn thấy chưa, cái map ấy nó sẽ không rotate, tức là nó sẽ không xoay theo người bạn nữa. Còn nếu bạn để 1 thì nó sẽ xoay theo hướng mà bạn chỉ. Và cái lệnh tiếp theo là radar icon scale. Cái này ấy, đơn giản mọi người hiểu là nếu mọi người cho thấp xuống, mọi người thấy chưa, thấy cái biểu tượng của đồng đội mình chưa, nó sẽ bé đi. Còn nếu bạn cho to lên thì nó sẽ to lên thôi. Và lệnh cuối cùng, radar square with score mode. Cái này bạn hiểu đơn giản, nếu bạn để 0 thì khi bạn tap thì cái radar nó sẽ giữ mô hình tròn đấy. Còn nếu bạn để là 1 thì khi bạn tap nó sẽ vuông với cái scoreboard của bạn. Đọc radar là một trong những kỹ năng giúp bạn quan sát tốt hơn và tưởng tượng ra bức tranh toàn cảnh, nhưng vẫn sẽ luôn có thiếu sót, nên tốt nhất hãy call out với đồng đội để thông tin được trọn vẹn hơn.